nhìn ánh mắt ấy thật lâu, dù em có sâu những u sầu và anh sẽ tới sát gần nhau cùng anh dâng bao sắc màu và nói với em ăn gì anh nấu. Em hẹn anh ta tối thứ ba, chuyện ngày hôm qua anh đã vô tâm em thứ tha. Một son mới em tô điệu đà, cho xe tới đưa em vào quan sát anh ta trước thêm nhà. Buông lời thật là xót xa, hay mình chia tay vì mình không có duyên. Ôi chuyện gì thế, bên ngoài em đổi thay, thôi nào cố gắng. Hay mình chia tay vì mình không có duyên. Ôi chuyện gì thế, bên ngoài em đổi thay, thôi nào cố gắng. Chuyện này không đáng đâu, chỉ cần em nhớ một điều, nhớ một điều là cứ ăn đi lo lắng làm gì, ăn đi anh ơi. Cứ ăn đi lo lắng làm gì, ăn cho quên đời. Anh đã không quan tâm bên ngoài, ăn đi anh ơi. Cứ ăn đi lo lắng làm gì, anh không quan tâm bên ngoài, ăn đi cho sướng đời. Dù em béo gầy chỉ cần lại đây, nhà hàng anh đấy đồ ăn chắc đầy, anh là bếp trưởng chỉ phục vụ em thôi. Cứ ăn cho sướng, liếm lại đôi môi, anh sẽ mang rau xanh, cà tây và súp lơ.